Hồ Quang Hiếu cho thuê nhà quay phim nhưng dân mạng lại choáng vì nội thất xa xỉ. Hồ Quang Hiếu vừa khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ trước hình ảnh ngôi nhà sang trọng mà nam ca sĩ vừa đăng tải trên Facebook cá nhân. Mới đây, Hồ Quang Hiếu vừa khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hình ảnh ngôi nhà cực kỳ sang trọng của mình. Nội dung của bài đăng Hồ Quang Hiếu nhằm thể hiện việc muốn cho thuê ngôi nhà sang trọng với nội thất đẹp mắt cho các dự án nhà sản xuất đang tìm kiếm bối cảnh để quay phim và MV. Nội dung chi tiết của bài đăng Hồ Quang Hiếu như sau: do nhu cầu giải trí và truyền thông ngày càng tăng cao, nên mình muốn cho thuê nhà của mình làm bối cảnh để quay phim, quay MV. Nhà thiết kế hiện đại và đầy đủ vật dụng, không gian rộng rãi có thể đặt được nhiều góc máy. Nhà mình ở quận Gò Vấp, bên ngoài là công viên rộng rãi và bên trong đậu xe thoải mái. Trong nhà có đầy đủ đồ ăn nước uống cho mình bán thêm luôn, khỏi ra ngoài mua. Tuy nhiên, điều được cộng đồng mạng chú ý trong bài đăng của Hồ Quang Hiếu không phải định cho thuê nhà của nam ca sĩ, mà là hình ảnh giới thiệu về nội thất ngôi nhà được hiếm hoi chia sẻ. Thiết kế nội thất của ngôi nhà Hồ Quang Hiếu không hề thua kém bất cứ biệt thự, chung cư cao cấp của các nghệ sĩ khác trong làng giải trí. Bằng việc chọn tông màu trầm khiến ngôi nhà trở nên sang trọng, chưa kể việc kết hợp với hầu hết nội thất bằng gỗ tinh tế có sự hài hòa về màu sắc đã tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Điểm ấn tượng nhất trong ngôi nhà của Hồ Quang Hiếu chính là các nội thất bàn ghế, giường, tranh ảnh, tủ đều mang sự hiện đại, tinh tế, tăng lên giá trị ngôi nhà lên rất nhiều lần. Ngay sau khi hình ảnh về ngôi nhà của Hồ Quang Hiếu được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của nhiều người, hầu hết các bình luận của cộng đồng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự sang trọng và giá trị của ngôi nhà Hồ Quang Hiếu. Ngoài ra, một số khác còn dành lời khen ngợi đối với thiết kế nội thất. Hồ Quang Hiếu là ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí, chính vì vậy, việc anh sở hữu một ngôi nhà sang trọng cũng là điều không có gì là lạ.